Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế văn hóa du lịch lớn nhất Việt Nam, nơi đây được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, chiếm ưu thế địa lý chiến lược trong khu vực, là nút giao thương quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Khu trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm năm qua, người ta vẫn gọi bằng cái tên thân thương Sài Gòn, với những nét văn hóa đặc trưng, quyến rũ và những con người hào sảng, nghĩa hiệp. Những công trình kiến trúc uy nghi, tinh tế, biểu trưng cho sự thịnh vượng hiện diện khắp nơi. Đây chính là niềm tự hào, mang tính di sản của tất cả những thế hệ, như Ủy ban Nhân dân thành phố, Nhà hát thành phố, Bưu điện thành phố. Với tiềm lực kinh tế và tốc độ đô thị hóa cao, ngày nay, thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu tiên phong trong phát triển cơ sở hạ tầng, là bàn đạp vững chắc để mở rộng và thu hút các nguồn lực tài chính và công nghệ hấp dẫn nhất khu vực cũng như trên thế giới. Là trung tâm của sự phát triển, nằm trong vùng lõi của quận 2, khu đô thị mới Thủ Thiêm kết nối với các quận trung tâm bởi 5 cây cầu và đường hầm sông Sài Gòn. Cầu Thủ Thiêm 1 nối Thủ Thiêm với quận Bình Thạnh. Cầu Thủ Thiêm 2, cầu đi bộ và đường hầm sông Sài Gòn nối Thủ Thiêm với quận nhất. Cầu Thủ Thiêm 3 nối Thủ Thiêm với quận 4. Cầu Thủ Thiêm 4 nối Thủ Thiêm với quận 7. Kết nối khu đô thị An Phú, An Khánh, Thảo Điền qua đường Trần Não. Thủ Thiêm thực sự là vùng lõi của sự phát triển, khi nơi đây cũng là cửa ngõ kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành trên cả nước. Đại lộ Đông Tây nối liền Thủ Thiêm với các tỉnh miền Tây qua đường hầm sông Sài Gòn, đường Mai Chí Thọ, con đường xương sống của bán đảo nối với xa lộ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc, đường Đồng Văn Cống, trục đường huyết mạch kết nối Thủ Thiêm đi các tỉnh phía Đông. Kết hợp với tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ tạo nên sự kết nối giao thương tuyệt vời cho tam giác kinh tế trọng điểm của khu vực Đông Nam Bộ, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Vũng Tàu. Tại điểm giao nhau của các trục đường huyết mạch này, chúng tôi kiến tạo nên một di sản kiến trúc với tinh hoa văn hóa chất lọc trên suốt hành trình của sự thịnh vượng, một biểu tượng xứng tầm với vị trí độc tôn chiến lược giữa trung tâm thành phố mới, cách trung tâm hành chính quận 2 2 phút, khu đô thị mới Thủ Thiêm 3 phút, trường quốc tế AIS 1 phút, Thảo Điền 3 phút, đường hầm sông Sài Gòn 5 phút, đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây 1 phút. Vị trí là cơ sở quan trọng để giá bất động sản có thể tăng gấp nhiều lần so với các khu vực khác. Theo kinh nghiệm tại các nước phát triển trên thế giới, gần nhất là các nước Đông Nam Á như Philippines, Thái Lan, Singapore, giá trị bất động sản cạnh các tuyến metro tăng giá từ 6,5 đến 20,55% so với các khu vực khác. Tại Việt Nam, theo khảo sát thực tế, so với các bất động sản tương tự trong khu vực, giá bất động sản tại các trạm depot metro ở thành phố Hồ Chí Minh tăng 50% chỉ vào đầu năm 2017, tăng đến 80% vào cuối năm và đang tiếp tục xu hướng đi lên. Sở hữu vị trí vàng khi nằm đối diện trạm depot của tuyến metro số 2, chỉ 1 phút đi bộ là có thể nhanh chóng kết nối mọi nơi như Củ Chi, An Sương, bến xe miền Tây, Bến Thành và cả khu Đông. Đây là yếu tố làm cho vị trí dự án trở nên vô cùng đắt giá. Một công trình mang phong cách kiến trúc đậm nét cổ điển châu Âu, được thiết kế theo những tiêu chuẩn công trình xanh chính phẩm quốc tế, được chúng tôi cải tiến và phát triển thành công trong những dự án trước đó. Vì thế, đây không những là một biểu tượng kiến trúc độc đáo mà còn là một di sản xanh vững bền với thời gian, là sự lựa chọn đỉnh cao của những doanh nhân toàn cầu, một tuyệt tác nghệ thuật, một biểu tượng kiến trúc thịnh vượng, một di sản trường tồn. Rome by Diamond Lotus, một sản phẩm của nhà phát triển công trình xanh Phúc Khang Corporation.